thất bại ê chề của Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Chỉ một ngày trước đó thì Ukraine vừa tuyên bố là chính thức ra đòn tấn công quyết định vào quân Nga, thì ngay ngày hôm sau họ đã phải nhận kết cục ê chề. Khi mà cuộc ra đòn chính thức không những thất bại mà còn khiến Mỹ phải dầu lòng khi mà hàng loạt thiết bị của phương Tây bị bốc cháy ngùn ngụt. Trong bối cảnh ấy, Kiev đang trở nên đơn độc hơn khi mà hàng loạt đồng minh Đông Âu đang quay lưng lại với Kiev. Và Tây Âu cũng cho thấy một liên minh đang rệu rã vì cuộc chiến tại Ukraine. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích chủ đề này. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vừa tung đòn chính, Ukraine hứng luôn thất bại ê chề. Bất chấp những tổn thất cực kỳ lớn trên chiến trường trong suốt hơn 50 ngày qua, kể từ khi Ukraine phát động hôm 4 tháng 6, giờ đây, chính quyền Kiev lại tuyên bố rằng cuộc phản công mới bắt đầu bước vào giai đoạn chính thức. Tờ New York Times hôm 26 tháng 7 cũng xác nhận cuộc ra đòn chính thức của Ukraine đã bắt đầu. Hướng tấn công chính được cho là ở thành phố Orekhov thuộc Zaporozhye. Tờ New York Times cho biết chính quyền Kiev đang toàn tính đến việc gia tăng áp lực theo hướng này nhằm chọc thùng tuyến phòng thủ của Nga để làm bàn đạp tiến tới thành phố Tokmok, rồi tới Melitopol và cuối cùng là cắt đứt quân đội Nga ở phía nam vùng Kherson, để sau đó là áp sát bán đảo Crimea. Theo kế hoạch này, quân đội Ukraine sẽ giáng một đòn mạnh vào lực lượng Nga ở phía nam thành phố Orekhov. Tính toán trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà ngay tại mặt trận đầu tiên là Orekhov trong ngày 26 tháng 7 vừa qua, Ukraine đã nhận thất bại nặng nề. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 tiểu đoàn của Ukraine được tăng cường xe tăng đã tấn công các vị trí của quân Nga trên một khu vực hẹp của mặt trận. Tuy nhiên, đòn quyết định chính của Kiev đã thất bại thảm hại khi mà quân đội Ukraine đã mất khoảng 22 xe tăng, hàng chục xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và ít nhất đã có 100 binh sĩ phải bỏ mạng trên chiến trường. Điều đáng nói ở đây là lực lượng Ukraine đã không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga, ngay cả khi đã sử dụng hàng nghìn binh sĩ dự bị tinh nhuệ nhất được đào tạo tại các nước NATO. Trong khi ấy, phía Nga không chỉ đẩy lùi một cuộc tấn công của kẻ thù mà còn giữ vững tuyến phòng thủ của họ. Đó được cho là một trong những trận chiến nhục nhã nhất của Ukraine và NATO. Những thất bại đẫm máu của Ukraine tại Orekhov cùng với việc hàng loạt thiết bị của NATO bị phá hủy thảm khốc đã khiến phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhận được các câu hỏi khó từ giới truyền thông, khi mà họ yêu cầu Nhà Trắng làm rõ liệu cuộc phản công của Ukraine có phải đang diễn ra quá chậm chạp hay không. Rõ ràng, việc phải chứng kiến hàng loạt khí tài tối tân của Mỹ bị Nga phá hủy, được truyền tải khắp thế giới, không phải là điều dễ dàng đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trước đó, quân đội Ukraine đã có một ngày tồi tệ ở thành phố Robotyne thuộc Zaporozhye, khi mà chỉ trong ngày 25 tháng 7, Ukraine đã mất tổng cộng 20 khẩu pháo. Đây là lần thứ hai trong hơn 50 ngày phản công của Ukraine, quân đội nước này đã tổn thất ở cấp độ lớn như vậy. Bản đồ của Ukraine hiển thị thành phố Robotyne đang do Kiev kiểm soát. Tuy nhiên, ngay cả Bộ Quốc phòng Ukraine cũng không đưa ra tuyên bố nào như vậy. Theo kênh Reuters, thì thành phố này vẫn nằm trong tay của người Nga. Có thể nói, trong những ngày cuối cùng của tháng 7, cuộc phản công của Kiev đã thất bại nặng nề. Giờ đây thì truyền thông phương Tây không thể phớt lờ thực tế nữa. Điều chớ trêu là cùng thời điểm tờ New York Times xác nhận Ukraine chính thức ra đòn phản công, thì ngay ngày hôm sau, tờ Wall Street Journal đã chua chát thốt lên rằng một nửa số đặc công của Ukraine đã bị nổ tung bởi bom mìn. Tờ này đưa tin rằng mỗi ngày có khoảng 50-70 binh sĩ được chuyển đến bệnh viện ở mặt trận phía Nam. Tại đây, họ được sơ cứu và đưa về hậu phương. Những người lính nói với các bác sĩ rằng một nửa số kỹ sư trong đơn vị đặc công của họ đã bị thương hoặc là chết. Họ cũng thừa nhận rằng rất nhiều binh sĩ đã bị tàn tật suốt đời. Không chỉ trên chiến tuyến, Ukraine đang phải trải qua thời điểm khó khăn nhất khi mà đằng sau tiền tuyến, tiếng chuông báo động liên tục vang lên khi mà tên lửa hành trình của Nga đánh phá các mục tiêu quân sự khắp đất nước. Chỉ riêng một mục tiêu trong ngày hôm qua tại thành phố miền Tây Lviv, các nhân chứng đã đếm được 16-17 quả tên lửa đang bay. Theo các nguồn tin, kho tên lửa Storm Shadow của Anh ở vùng Khmelnytsky đã bị tấn công quy mô lớn. Sân bay quân sự Starokonstantinov nằm cách thành phố cùng tên 5 km, vốn là nơi đặt tên lửa Storm Shadow của Anh cũng bị tấn công. Theo dữ liệu sơ bộ, trong cuộc tấn công tối 26 tháng 7, có ít nhất 3 sân bay ở miền Tây Ukraine bị tấn công. Cuộc tấn công nhằm vào thành phố Starokonstantinov được cho là đòn phản ứng của người Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine vào kho hàng ở Crimea. Hiện tại thì tâm trạng công chúng của Ukraine hiện đang khá hoảng loạn khi mà người Nga tấn công nhiều mục tiêu tại miền Tây nước này. Các nguồn tin cho biết, mục tiêu của các cuộc tấn công tối 26 tháng 7 là các trung tâm chỉ huy ngầm của NATO, trụ sở quân sự Ukraine và kho vũ khí dưới lòng đất, và tổn thất nặng nề là không thể tránh khỏi. Có thể nói,
Cuộc ra đòn chính thức của Ukraine đã bị người Nga bóp nghẹt ngay trong ngày đầu tiên trên chiến trường. Cùng với các cuộc tấn công tên lửa vào sâu hậu phương Ukraine, không chỉ làm chính quyền Kiev hoảng loạn mà còn khiến phương Tây bối rối. Tổng thống Zelensky được cho là đang ngồi trên đống lửa khi mà không chỉ bên trong đất nước đang bị tàn phá dữ dội, mà ngay cả các đồng minh thân thiết nhất Đông Âu cũng ngoảnh mặt quay lưng. Mối tình đồng minh Đông Âu với Ukraine đã chính thức kết thúc. Có thể nói cuộc xung đột tại Ukraine đã tạo ra một mặt trận tưởng như cực kỳ vững chắc chống lại Nga, khi mà đã mang lại cho Kiev những đồng minh thân thiết từ các quốc gia Đông Âu. Các quốc gia như là Ba Lan, Litva, Moldova, Romania đã tập hợp phía sau Ukraine và hứa hẹn sẽ hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất khi mà Ukraine bị Nga tấn công. Tuy nhiên, tình bạn này có vẻ như không bền chắc trước lợi ích của đôi bên và được thể hiện rõ nhất qua thương vụ ngũ cốc. Trong bối cảnh Nga đang phong tỏa Biển Đen và tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng cảng biển Odessa, cùng hàng loạt các cảng biển nằm dọc theo sông Danube, Ukraine còn tiếp tục hứng chịu cú sốc lớn khi mà Hội đồng châu Âu đã chính thức xác nhận rằng 5 quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine, bao gồm Bulgaria, Slovakia, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Hungary, đã yêu cầu gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine cho đến cuối năm nay. Quyết định này của 5 đồng minh Đông Âu không khác gì cú đấm ngàn cân, đang nện xuống Kiev vào đúng thời điểm mà người Nga quyết tâm phá hủy các cảng biển vận chuyển ngũ cốc và cũng là đường tiếp tế vũ khí cho Ukraine. Chính quyền Kiev trong quá trình vội vàng lấp đầy thị trường châu Âu bằng ngũ cốc của mình đã dẫn đến sự hỗn loạn giá cả thị trường lương thực ở Đông Âu. Hàng nghìn nông dân Đông Âu đã phản đối và yêu cầu chấm dứt dòng ngũ cốc giá rẻ của Ukraine, vốn đã được EU ưu đãi cho đến tháng 6 năm 2024. Do đó, một số đồng minh Đông Âu bao gồm Romania, Ba Lan, Slovakia và Hungary đã quyết định chặn hoàn toàn việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Họ cho rằng động thái này là cần thiết để bảo vệ nông dân của họ, vốn đang gặp khó khăn do ngũ cốc Ukraine tràn ngập thị trường. Lệnh cấm dự kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, các quốc gia Đông Âu, chủ yếu là Ba Lan, đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine dựa trên việc bảo vệ lợi ích của Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki tuần trước hứa hẹn rằng nước ông sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine khi mà thỏa thuận của Ủy ban châu Âu hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 9. Lưu ý là ba nước láng giềng khác của Ukraine đều đơn phương đóng cửa biên giới đối với mặt hàng ngũ cốc của Ukraine hồi đầu tháng 4, cho đến khi Ủy ban châu Âu làm trung gian cho một thỏa thuận cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh qua lãnh thổ của các quốc gia này. Tuy nhiên, sự thỏa hiệp này của Ủy ban châu Âu đã khiến Tổng thống Zelensky tức giận khi mà cho rằng điều đó không thể chấp nhận được. Một lần nữa, vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Zelensky lại nổi trận chống lại thỏa thuận của Ủy ban châu Âu bằng cách cáo buộc các quốc gia Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan, đã vi phạm các giá trị của EU. Tổng thống Zelensky đã tuyệt vọng cầu xin giới lãnh đạo EU dỡ bỏ lệnh cấm. Tuyên bố điều này không thể chấp nhận được và hàm ý gọi quyết định của 5 quốc gia Đông Âu là không giống châu Âu. Điều trớ trêu là chính Ukraine, chứ không phải là 5 quốc gia ban hành lệnh cấm ngũ cốc, mới không phải là thành viên của EU. Mặc dù vậy thì Tổng thống Zelensky vẫn đang ảo tưởng rằng Ukraine mang nhiều giá trị châu Âu hơn là Ba Lan. Và chính tuyên bố này của ông đã xúc phạm hầu hết người dân Ba Lan. Bất chấp tuyên bố hùng hồn này của Tổng thống Zelensky làm tổn thương cử tri Ba Lan, thì Tổng thống Ba Lan đang tìm kiếm một thỏa hiệp hợp lý để giải quyết vấn đề nhạy cảm này. Về mặt chính trị, thì một mặt Tổng thống Ba Lan vừa phải lấy lòng các cử tri nông dân của họ ngay trước cuộc bầu cử sắp tới vào mùa thu. Nhưng mà mặt khác, chính quyền Ba Lan cũng không muốn đồng minh Ukraine của họ trở nên phẫn uất. Đó là lý do tại sao mà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan vừa đề xuất với EU trợ cấp chi phí vận chuyển ngũ cốc của Ukraine đi qua lãnh thổ của Ba Lan. Theo kế hoạch đó, thì EU sẽ trợ cấp tiền vận chuyển tới khách hàng bên ngoài các quốc gia Đông Âu, trong khi nông dân Ba Lan sẽ không phải đối phó với tình trạng ngũ cốc giá rẻ của Ukraine. Tuy nhiên, chính đề xuất này của Ba Lan cho thấy phương Tây giấu đầu hở đuôi, đạo đức giả và càng cho thấy những tuyên bố của Tổng thống Putin trước hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi vừa qua là chính xác. Tổng thống Putin nói rằng hơn 70% xuất khẩu của thỏa thuận ngũ cốc đều có đích đến là các nước thu nhập trung bình khá và cao, bao gồm cả Liên minh châu Âu, và chỉ có 3% xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đến các nước cần thiết nhất thế giới. Vì vậy mà việc Nga kết thúc thỏa thuận ngũ cốc không gây ảnh hưởng đến châu Phi, mà thậm chí còn có lợi hơn cho họ. Khi mà mối tình giữa Ukraine và Đông Âu đang dần tan vỡ, thì mặt trận đoàn kết chống Nga cũng nhiều khả năng trở nên lung lay hơn. Đó là một câu chuyện bi thảm về tình đồng minh đang bị rạn nứt của các quốc gia Đông Âu trong trận chiến chống Nga. Rõ ràng, khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm, thì sự đoàn kết của Liên minh Đông Âu cũng sẽ thay đổi. Những lời hứa bị phá vỡ và những hậu quả không lường trước được đã xảy ra. Bài học rút ra ở đây
là chính trị không phải là trò chơi của cảm xúc và những lời nói suông. Đó là một ván cờ phức tạp của những tham vọng và lợi ích đan xen giữa các quốc gia phương Tây. Đông Âu đã là như vậy, còn Tây Âu thì sao? Sự hỗ trợ của Tây Âu cho Ukraine đang giảm dần do đói kém. Trong thời điểm khó khăn này, sự đoàn kết là quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng mà hiện tại, Đông Âu đã lên tiếng với Ukraine, và Tây Âu cũng đang phải vật lộn với những khó khăn từ hậu quả của cuộc chiến chống Nga. Cũng không thể duy trì cuộc chiến mãi như thế được. Tổng thống Zelensky từng được các quốc gia Baltic yêu mến vì đã dũng cảm chống Nga, giờ đang đứng ngoài cuộc lo lắng dõi theo. Đó là một sự thật phũ phàng và được chính tờ Wall Street Journal mới đây thừa nhận, rằng người châu Âu đang trở nên nghèo hơn và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Tờ này đã nêu lên thảm cảnh bi đát khi mà người châu Âu đang phải đối mặt với một thực tế kinh tế mới, một thực tế mà họ chưa từng trải qua trong nhiều thập kỷ qua. Họ đang trở nên nghèo hơn. Từ lâu, cuộc sống giàu có ở châu Âu vốn bị các lục địa khác ghen tị. Nhưng mà giờ đây, người châu Âu đang nhận thấy sức mua của họ giảm đi rõ rệt. Người Pháp đang ăn ít gan ngỗng và uống ít rượu vang đỏ hơn. Người Tây Ban Nha đang tiết kiệm dầu ô liu. Người Phần Lan đang được khuyến khích sử dụng phòng sông hơi khô vào những ngày nhiều gió để tiết kiệm năng lượng. Trên khắp nước Đức, mức tiêu thụ thịt và sữa đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ, và thị trường thực phẩm hữu cơ từng bùng nổ đã lao dốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Ý đã phải triệu tập một cuộc họp khủng hoảng vào tháng 5 về giá mì ống, một mặt hàng chủ lực của đất nước, sau khi giá cả tăng gấp đôi so với tỷ lệ lạm phát quốc gia. Với chi tiêu tiêu dùng đang rơi tự do, châu Âu đã rơi vào suy thoái vào đầu năm, và củng cố thêm cảm giác về sự suy giảm về kinh tế, chính trị và quân sự đã bắt đầu vào thế kỷ này. Như vậy có thể thấy, chính truyền thông dòng chính Mỹ đã thừa nhận rằng châu Âu đang bước vào thời kỳ suy tàn cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Đó là điều mà không thể tránh khỏi trong thời kỳ trật tự sụp đổ, mang tính hệ thống dưới sức nặng của các quy luật khách quan về kinh tế và địa chính trị. Đáng chú ý là giờ đây, truyền thông Mỹ đã đưa ra những quan sát chính xác về châu Âu khi trong cuộc chiến chống lại Nga. Tập thể phương Tây đã rơi vào tình trạng suy giảm kinh tế một cách thảm hại bởi chính các quyết định của họ trong việc ban hành các biện pháp trừng phạt Nga. Có điều, trong quá trình chống phá nhằm làm lụn bại kinh tế và quân đội của nước Nga, thì Mỹ và đồng minh đã phải nhận quả đắng khi mà Tổng thống Putin và đội ngũ của ông đã gián tiếp đẩy nước Mỹ lún sâu hơn vào lạm phát. Đồng thời, chính Mỹ lại đang đẩy tiến trình phá hủy châu Âu nhanh hơn và đưa lục địa này bước vào con đường được gọi là thế giới thứ hai. Với mức sống suy giảm và đang từng bước phi công nghiệp hóa liên tục cho đến khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Một kịch bản tương tự như vậy cũng đang chờ đợi nước Mỹ. Trong thời điểm này, khi mặt trận Ukraine đang dần sụp đổ, thì chính quyền Biden lại phải đối phó một lúc với cả Nga và Trung Quốc trong tình trạng kho vũ khí dự trữ của cả Mỹ và NATO đang cạn kiệt. Trong bối cảnh đó, lại có thông tin cho rằng Trung Quốc đã quyết định gửi thiết bị quân sự để giúp Nga chống lại Ukraine. Thêm nữa, Trung Quốc và Nga đang tiếp tục thể hiện với thế giới sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc của họ, với một loạt cuộc tập trận quân sự chung ở các vùng biển Thái Bình Dương kéo dài nhiều tuần qua. Mỹ đứng ngồi không yên trước mối quan hệ Nga-Trung. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chung kéo dài 4 ngày có tên là Phương Bắc Tương tác 2023 ở vùng biển Nhật Bản. Cuộc tập trận này được coi là thành công và hiện đang nhanh chóng chuyển hướng sang cuộc tập trận tuần tra hải quân chung thứ 3 được tổ chức trong tuần này và lần này là diễn ra ở phía Tây và phía Bắc Thái Bình Dương. Các cuộc tập trận này đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động chống thủy lôi, phòng không, chống hạm và chống ngầm nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải. Nga và Trung Quốc ngày càng tỏ ra thân thiết trong việc tăng cường hợp tác quân sự và tập trận chung. Tất cả là nhờ các chính sách đối ngoại gây áp lực của chính quyền Joe Biden liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Tại nhiều thời điểm trong cuộc xung đột, chính quyền Biden đã đi xa đến mức cáo buộc Bắc Kinh bí mật cung cấp quân sự cho Nga ở Ukraine. Nhưng mà các quan chức Mỹ sau đó đã bác bỏ các cáo buộc này. Tuy nhiên, tờ Politico mới đây tiếp tục đưa tin rằng Trung Quốc đã lợi dụng kẽ hở trong lệnh trừng phạt của phương Tây để gửi cho Nga các thiết bị quân sự. Thông qua các bằng chứng như hồ sơ hải quan, tờ Politico nhận định rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đang cung cấp số lượng lớn các đồ bảo hộ cho binh sĩ Nga, cũng như là máy bay không người lái có thể điều khiển hỏa lực pháo binh và thả lựu đạn vào lực lượng Ukraine. Ngoài ra, thì Trung Quốc cũng đã gửi các thiết bị ngắm quang nhiệt có thể nhắm mục tiêu vào các binh sĩ vào ban đêm. Mỹ đã đe dọa Trung Quốc nếu như mà nước này cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, thì Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận. Nhưng mà tờ Politico mới đây đã cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng kẽ hở để lập luận rằng những thiết bị mà Trung Quốc đã gửi cho Nga không phải là vũ khí sát thương theo như tiêu chuẩn riêng của phương Tây. Và điều đó có nghĩa là các vũ khí này cũng có thể được ứng dụng cả trong dân sự cũng như là quân sự. Có điều là theo nhận định của tờ Politico,
thì các nhà chức trách phương Tây không còn cách nào khác là phải chấp nhận để Bắc Kinh lách luật, vì họ không muốn đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Cũng vì những thiết bị này có công dụng dân sự, nên là tờ Bắc Kinh cũng đang phớt lờ những lời cảnh báo của Mỹ. Dù sao thì chính quyền Biden cũng không dám thách thức Trung Quốc khi mà hiện giờ đang bị Bắc Kinh khóa tay bằng lệnh cấm xuất khẩu kim loại hiếm. Có thể nói, trong thời điểm này, không chỉ thất bại tại chiến trường Ukraine làm Mỹ điên đầu, mà cả mối quan hệ liên minh phương Tây đang rạn nứt, sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ giữa Nga và Trung Quốc, cùng sự nổi lên của khối BRICS cũng làm phương Tây nhấp nhổm không yên. Rõ ràng, phương Tây đã nhận thức về một kịch bản thất bại trước người Nga. Vì vậy mà trong những ngày gần đây, các cuộc đàm phán bí mật giữa Mỹ và Nga cũng đang dần được hé lộ ra ánh sáng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.